xin kính chào quý bà con thưa quý bà con giá lúa chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nông dân được thương lái săn đón tăng sản xuất lúa sạch ra sao chưa bao giờ giá lúa được nông dân đồng bằng sông cửu long bán ra ở mức cao như thời gian qua giá lúa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi giá gạo xuất khẩu đang đứng ở mức cao trong bối cảnh ấn độ vẫn chưa mở cửa xuất khẩu gạo trở lại Tuy nhiên, để đảm bảo cho bà con trồng lúa có lợi nhuận cao, ngay cả khi giá lúa giảm, các địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm tiếp giá thành sản xuất và tiến tới sản xuất lúa hữu cơ, thân thiện với môi trường. Khi nông dân được thương lái o à bế, vừa thu hoạch xong vụ lúa thu đông với năng suất ước đạt là 900 kg đến 1 tấn lúa tươi trên một công. Ông Khánh ở Gò Quao, Kiên Giang cho biết, Điều mà nhiều người dân khu vực này vui nhất là được thương lái vào thu mua ở mức giá là 6.800 đến 8.000 đồng một ký lúa tùy loại giống như OM18, Đài Thơm 8 hay RVT, cao hơn từ 300 tới 2.000 đồng một ký so với vụ trước. Với giá lúa này sau khi trừ chi phí thì người dân có thể thu về lợi nhuận khá khoảng 3 triệu đồng trên một công. Hơn 20 công đất của gia đình tôi kiếm được hơn 50 triệu đồng. Ông Khánh cho biết. Trong khi đó, ông Sô ở huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng cũng cho biết gần 40 năm gắn bó với cây lúa, chưa bao giờ bán giá ngon lành như năm nay. Dù hè thu 2023, nông dân trồng lúa được thương lái săn đón và o bế, khác xa với cảnh lúa bị chê ổng, chê eo và bị ép giá như mọi năm. Thời điểm lúa làm đồng, nhiều thương lái đã tìm đến nhà, đặt cọc, nài nỉ, tạm ứng, tiền trước bao nhiêu cũng được. Tôi làm ruộng lâu đời, chưa từng chứng kiến cảnh này bao giờ không chỉ thương lái dễ dãi cân lúa mà còn mua với giá rất cao. Ông Phan Văn Nhân, giám đốc hợp tác xã Bình Hòa, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp cũng cho hay, nông dân đã thu hoạch xong vụ thu đông. Dù giá lúa theo ký kết từ đầu vụ là 7.500, đã tăng lên là 7.800 đồng một ký, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với giá thị trường là 1.500 đồng một ký. Tuy nhiên, nông dân vẫn vui vẻ giao lúa công ty bao tiêu thu mua nhanh chóng, hỗ trợ thêm các khâu thu hoạch và vận chuyển. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, vụ lúa thu đông 2023, địa phương này xuống giống 116.000 hecta. Đến nay đã thu hoạch xong, năng suất bình quân là 60,4 tạ trên 1 hecta, lợi nhuận gần 30 triệu đồng trên 1 hecta. Từ đầu tháng 11, lúa chất lượng cao giữ mức giá là 8.600 đồng một ký, đến nay chạm mức 9.200-9.300 có nơi bán giá 9.400, giá lúa cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 từ 2.500 cho tới 3.000 đồng một ký. Trong khi đó, ông Quỳnh Ngọc Nhã, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Sóc Trăng cho biết, Dụ hè thu 2023, người làm lúa tại địa phương này thắng lớn nên bà con phấn khởi. Dự kiến đông xuân năm nay, Sóc Trăng gieo trồng khoảng 174.000 hectare. Đến nay, bà con đã xuống giống lúa đông xuân trên 70.000 hectare. Những vùng giáp biển có khả năng ảnh hưởng hạn, xâm nhập mặn, xuống giống sớm hơn cùng kỳ từ 10 cho tới 25 ngày nên không đáng lo ảnh hưởng đến năng suất. Sản xuất lúa thân thiện với môi trường Theo ông Lâm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, địa phương này đang triển khai chương trình làm lúa thân thiện với môi trường cho bà con ở huyện Dòng Riền, Hòn Đất với diện tích hơn 400 hectare. Khi áp dụng mô hình trồng lúa này, nông dân có thể tiết giảm 20 đến 30% chi phí sản xuất, nhưng năng suất vẫn không đổi, ước đạt từ 6 đến 7 tấn trên 1 hecta. Để triển khai mô hình này, hội nông dân sẽ hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, phân bón và liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm lúa cho bà con. Tới đây chúng tôi dự kiến sẽ triển khai tiếp giai đoạn 2 để nhân rộng ra cho bà con và hướng dẫn trồng lúa hữu cơ để góp phần làm ra hạt lúa sạch, giảm chi phí, ít sử dụng phân thuốc, nâng cao lợi nhuận, ổn định cuộc sống. Ông Lê Văn Chấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết nhiều mô hình sản xuất lúa chất lượng cao đều áp dụng quy trình sản xuất 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm đạt trên 70% diện tích hướng đến xuất khẩu. Theo ông Chấn, diện tích thực hiện liên kết sản xuất lúa 6 tháng đầu năm 2023 trên 44.000 ha, sản lượng trên 309.000 tấn. Nông dân tham gia sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm được công ty thu mua cao hơn từ 900 cho tới 1.000 đồng một ký so với giá thị trường. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh nhà nông miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân phúc anh store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy điện gia dụng chính hãng